Cũng hai rồi chứ, không ta? Số 3 hơi dễ chứ nha. Số 3 này là số 3 quẹo lửa. Là chỗ số mấy đây em? Dạ 356/38 Hoàng Diệu. 356/38 nhưng mà ý có khi này bây giờ em có rảnh không? Dạ. Em qua coi cái lưng anh nặng ngủ kìa. Dạ em qua đi. Với lại em, anh hỏi cái này nè, cái mụn cái trên trán anh kìa có mấy cái hụt mà mụn giống như là cái giống như cục thịt cái kìa em. Anh cứ qua đi rồi em xem da rồi em tư vấn cho. Chừng nói không biết được. Dạ. Rồi, được 20 phút nữa rồi. Anh ăn cơm cho anh quá rồi. Dạ. Alo. Dạ. 356 à? 356/38 Hoàng Diệu. 356/38 Hoàng Diệu à? Rồi, ok. Dạ. Gì đó. Cái chỗ mà lõm đó, mọc lại lại gì đó. Có lõm chỗ này gì đó, nhưng không mọc lõm mọc. Nó em bị cái sẹo trước chừ. Do em không biết rồi. Sẹo trước chừ bà không biết. Sẹo đó hồi thấy sẹo. Không ăn vô. Chứ lõm chi. Nó lông hồi trước chừ không có rồi. Ta nhìn sơ thôi, ta đủ biết rồi. Cái đó chỉ có lỗi do mình thôi. Lỗi tại mình. Do trước lông mày bà ít, bà không để ý, bà không biết á. Họ làm lỗi, họ là lỗi của mình à. Lỗi tại mình đó chị. Huệ về rồi à? Alo. Chị một chuyện quá nằm ngủ đúng chị. Được. Rồi chị hoan chị là khúc chị mua đứa chị hai. À Kiệt Bảy hả em? Em biết chỗ nào? À Kiệt Bảy. Ở nhà anh chủ Mỹ Hoàn đây. À em đi ra chỗ Kiệt Bảy đó, Kiệt chỗ Nguyễn Hoàng là 311 á. Xuống cái dốc Kiệt Bảy chỗ mình gì nữa. Đúng rồi. Đi vô. Đúng vậy. À nhưng mà đây nha, đây 38 nha. Một giờ chị. Ok. Giờ rồi. Bật phát thêm không? Phê à? Không. Được ăn rồi mà phê. Nhìn không phê rồi chứ cần gì ăn. Mình đã được cái chi cái này mình thấy bình thường. Bình thường á là bỏ bỏ hình mà khoe kia một cái thì không nhiều like, khoe cả hai kia mới nhiều like. Ơi. Một hơi lì em mà ráng.
5 phút nữa là xong. Để mọi người phụ nhé. Em mở cái tin nhắn làm chị đi. Em phải lướt lại như em đưa ra đâu tự mở. Thôi chị không đưa mặt vô. Trời đúng. 222-3333. Nó là gì mà mang đồ gì mà ta chốt cả đống đồ mà đang kêu ta có lấy một cái rồi là răng bè. Ta chốt cả chục cái luôn. Gần xong rồi em ơi, ráng lên. Ráng 4 phút nữa là xong. Rất kìm. Câu gần hết rồi, nhiều quá. Lấy giả mày. Buồn này nặng không ra. Để trăng.
Thôi không gì.